hướng dẫn chụp ảnh khi đi chơi bia. Đừng chụp như thế này nhé. Phóng to 2x, cúi xuống chơi bia tạo thành một đường chéo. Chúng ta có thể cầm điện thoại lại gần quả bóng bia và chụp. Sử dụng bóng bia làm tiền cảnh. Rất đơn giản để chụp một bức ảnh trực diện như thế này. Chúng ta có thể bóng to màn hình ở góc hơi nghiêng và tạo thành bố cục hình tam giác. Cuối cùng để một người bạn ngồi phía trước. Phóng to màn hình lên 1,4 lần. Vị trí phía trước và phía sau tạo cảm giác về câu chuyện.